Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Việt Nam Online, chương trình do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ phối hợp với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC thực hiện. Chương trình ngày 13 tháng 5 năm 2013 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Không ngừng phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga. Cử tri Quảng Nam đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục có chính sách ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giáo dục, giải quyết việc làm cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. Thông điệp bảo vệ môi trường nước từ cuộc thi viết thư quốc tế UPU dành cho trẻ em. Phát huy lòng nhân ái của nữ liệt sĩ bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 12 tháng 5 theo giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến thủ đô Moscow bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 5 năm 2013 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn tại sân bay có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Imor Gulov, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam A. Kovatun, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Phạm Xuân Sơn, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. Chuyến thăm Liên bang Nga của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga. Tiếp tục thực hiện cơ chế trao đổi đoàn các cấp giữa hai nước, thông báo cho nhau tình hình chính trị, kinh tế, chính sách đối ngoại mỗi nước, trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Tối ngày 12 tháng 5 theo giờ Việt Nam, ngay sau khi tới thủ đô Moscow, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt ở Liên bang Nga. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Việt Nam và Liên bang Nga có quan hệ hữu nghị truyền thống. Hiện nay, Việt Nam và Liên bang Nga đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Sự tin cậy hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước không ngừng được củng cố và tăng cường. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực, những đóng góp tích cực của cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga trong thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng cộng đồng người Việt tại Nga khoảng 100.000 người đã luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống, hòa nhập vào xã hội sở tại và luôn hướng về quê hương đất nước. Thủ tướng khẳng định chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta đối với người Việt Nam ở nước ngoài là luôn tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội sở tại, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương đất nước, coi bà con kiều bào là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, các doanh nghiệp và cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga luôn phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, thực hiện tốt hơn nữa vai trò là cầu nối hữu nghị, thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cần hết sức quan tâm đến công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ cộng đồng, giúp đỡ bà con tháo gỡ những vướng mắc trong làm ăn kinh doanh, xây dựng cộng đồng người Việt tại Nga ngày càng ổn định và phát triển. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Moscow. Chiều ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp đồng chí Đương Đi Uthachak, Chủ tịch Ủy ban Dân tộc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Đuông Đi Uthachak và đoàn đại biểu Ủy ban Dân tộc của Quốc hội Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, thực hiện thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước tại cuộc hội đàm hai bộ chính trị vừa qua và trên cơ sở kết quả cuộc họp Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Lào lần thứ 35 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 12 năm 2012, Quốc hội sẽ giám sát để thúc đẩy chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam tăng cường hợp tác với các bộ, ban, ngành, địa phương của Lào trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục đào tạo, an ninh quốc phòng nhằm đạt hiệu quả thực chất và tạo sự chuyển biến rõ nét trong quan hệ hai nước. Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội dành thời gian tiếp đồng chí Đuông Đi Uthachak, Chủ tịch Ủy ban Dân tộc Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian qua, đồng thời mong muốn các cơ quan của hai quốc hội tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong các hoạt động hợp tác song phương, phối hợp tổ chức các đợt giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nhà nước đã ký, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước đi vào thực chất, đảm bảo mục tiêu, mục đích của các thỏa thuận đã được lãnh đạo hai nước thông qua.
Sáng ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Ninh Thuận. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn ân cần thăm hỏi 54 đại biểu đã ra thủ đô thăm Hà Nội, biểu dương tỉnh Ninh Thuận đã luôn thực hiện tốt chính sách đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quốc hội luôn khắc ghi những hy sinh xương máu của các anh hùng, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng và người có công trong cả nước nói chung, của tỉnh Ninh Thuận nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Ninh Thuận anh hùng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương và luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Tại buổi tiếp, các đại biểu bày tỏ xúc động được ra thăm Hà Nội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cảm ơn sự quan tâm chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Các đại biểu phát biểu khẳng định sẽ luôn giữ vững khí tiết cách mạng, tiếp tục động viên thế hệ trẻ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, tham gia xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu mạnh. Thưa quý vị và các bạn, chuyển sang các thông tin quan trọng khác. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13, sáng ngày 13 tháng 5, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã có buổi tiếp xúc với đại diện cử tri huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện miền núi Nam Giang nêu lên những bức xúc về tình trạng phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép đang diễn biến phức tạp tại địa phương. Các công trình thủy lợi đã làm cạn kiệt nguồn nước sinh hoạt, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm gần 70%. Cử tri huyện Nam Giang đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục có chính sách ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục, giải quyết việc làm cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, cảm ơn các ý kiến kiến nghị tâm huyết đầy trách nhiệm của bà con cử tri huyện Nam Giang. Các ý kiến này sẽ được tổng hợp trình lên Quốc hội vào kỳ họp sắp tới để có hướng giải quyết, chia sẻ tâm tư tình cảm với bà con cử tri về những chuyển biến ngày càng tích cực, những thành tựu phát triển chung của đất nước và địa phương. Phó Thủ tướng cũng nghiêm túc chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần được chấn chỉnh, khắc phục. Trước những kiến nghị của bà con cử tri địa phương, Phó Thủ tướng bày tỏ chăn trở bởi hiện nay Quảng Nam vẫn còn là một huyện nghèo, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao trên 67%. Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong thời gian tới, lãnh đạo huyện Nam Giang cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, chú trọng gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân, quyết liệt đưa các mô hình mới vào sản xuất, kiên quyết xử lý chấn chỉnh các sai phạm liên quan đến công tác bảo vệ tài nguyên lâm khoáng sản, bảo vệ tốt môi trường, bảo vệ rừng đầu nguồn, không để xảy ra tình trạng đói nghèo, bệnh tật đối với nhân dân địa phương. Chiều ngày 13 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp trưởng đại diện cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA tại Việt Nam, Tsuno Motonori, đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc chuyến nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những đóng góp của ông Motonori Tsuno đối với các chương trình hợp tác phát triển giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản, đặc biệt là nguồn vốn ODA ngày càng tăng của Nhật Bản dành cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam như giao thông, xóa đói giảm nghèo, đào tạo nhân lực, cải cách hành chính. Đồng thời khẳng định, nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, ông Motonori Tsuno đã có nhiều đóng góp trong việc tăng cường quan hệ tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước. Phó Thủ tướng hy vọng, trên cương vị mới là giám đốc vùng Kansai của JICA tại Nhật Bản, ông Tsuno Motonori tiếp tục có nhiều đóng góp cho quan hệ giữa hai nước trên những nền tảng và mối quan hệ hợp tác mà ông đã dành cho Việt Nam từ năm 1992 khi bắt đầu làm việc tại Việt Nam và cũng là năm mà chính phủ Nhật Bản hỗ trợ vốn ODA cho Việt Nam đến nay. Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp. Ông Motonori Tsuno bày tỏ, JICA đánh giá cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA mà chính phủ và nhân dân Nhật Bản dành cho Việt Nam trong quá trình phát triển nhanh và bền vững vừa qua. Trên tinh thần đó, nguồn vốn ODA mà chính phủ và nhân dân Nhật Bản dành cho Việt Nam năm sau luôn cao hơn năm trước, kể cả trong những giai đoạn khó khăn như sau động đất, sóng thần, tàn phá đất nước Nhật Bản tháng 3 năm 2011. Ông Motonori Tsuno khẳng định, dù không ở cương vị cũ, nhưng vẫn sẽ làm hết sức mình để quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển ngày càng tốt đẹp, các chương trình hợp tác giữa JICA và Việt Nam ngày càng hiệu quả, đúng mục đích và tiêu chí, qua đó đáp ứng kỳ vọng của chính phủ và nhân dân hai nước. Nhằm đổi mới mô hình các cơ quan tư pháp 4 cấp theo tinh thần nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, ngày 13 tháng 5 tại Quảng Ninh, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tổ chức tọa đàm báo cáo kết quả khảo sát về thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức các cơ quan điều tra hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân với sự tham dự của đại diện cơ quan tư pháp các địa phương.
Báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức các cơ quan tư pháp tại 6 tỉnh là Phú Thọ, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ, Đồng Tháp và Vĩnh Phúc cho thấy, các cơ quan trên đều cơ bản chấp hành pháp luật về tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, thực tế hoạt động của các cơ quan này cũng bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế, như không làm hết chuyên môn, nhất là công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật, có tình trạng đối phó, chạy theo vụ việc, bỏ lọt tội phạm. Từ đó, nhiều vi phạm trong hoạt động tạm giam, tạm giữ, chất lượng xét xử chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Từ thực tiễn này, các đại biểu đề nghị cần đẩy mạnh việc thực hiện tổ chức lại bộ máy cơ quan tư pháp theo tinh thần của cải cách tư pháp, như lập mô hình cơ quan, viện kiểm sát và tòa án theo 4 cấp, trung ương, khu vực, tỉnh, huyện. Tuy nhiên, theo các đại biểu, cần làm rõ thẩm quyền thực hiện chức năng công tác điều tra, truy tố, xét xử trong các mô hình trên. Bên cạnh đó, cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho lớp cán bộ làm công tác tư pháp, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan này, nhất là trong bối cảnh các cơ quan tư pháp được giao rất nhiều quyền hạn như hiện nay để không gây oan sai và quan trọng nhất là không bỏ lọt tội phạm. Sáng ngày 13 tháng 5, Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Theo báo cáo đánh giá của Thành ủy Cần Thơ, qua 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 đã tác động tích cực đến mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, khơi dậy truyền thống yêu nước trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Nổi bật trong thực hiện nghị quyết ở thành phố Cần Thơ là việc triển khai xây dựng đạo đức lối sống con người Việt Nam gắn với xây dựng các chuẩn mực đạo đức của từng tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn với phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Qua phong trào này, đến nay, thành phố đã công nhận và tái công nhận trên 3,6 triệu lượt gia đình văn hóa, xây dựng 22 mô hình văn minh đô thị. Ngoài ra, các ngành chức năng thành phố còn tiến hành sưu tầm hơn 6.000 hiện vật, 220 công trình tín ngưỡng, tôn giáo khác. Nhân dịp này, Thành ủy Cần Thơ đã trao tặng bằng khen cho 24 tập thể và 19 cá nhân xuất sắc trong thực hiện nghị quyết Trung ương 5. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề viết một bức thư để nói tại sao nước là quý, năm nay cuộc thi cấp quốc gia tại Việt Nam đã thu hút gần 1.246.000 thí sinh tham gia. Sáng ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp tổ chức trao giải cuộc thi cho các tác giả đạt giải. Cuộc thi viết thư quốc tế do Liên minh Bưu chính Thế giới UPU phát động nhằm bồi dưỡng sự hiểu biết, tình cảm cho các em, đồng thời khơi dậy nhu cầu viết văn, rèn kỹ năng sáng tạo trong việc học văn của thiếu nhi. Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 42 tại Việt Nam được phát động từ ngày 1 tháng 11 năm 2012 đến ngày 8 tháng 3 năm 2013. Theo ban tổ chức, so với cuộc thi năm trước, số lượng bài viết gửi về không chỉ nhiều hơn 312.000 bài, mà chất lượng của các bài viết cũng được nâng cao rõ rệt. Về mặt chất lượng các cháu viết bài thì cũng tốt hơn, bởi vì cái đề thi năm nay là nó rất phù hợp với các cháu và nó cũng đang là một cái nhu cầu bức thiết đối với toàn thể nhân loại, đối với Việt Nam và đối với bản thân các cháu. Chính vì vậy mà cháu nó viết cũng hay hơn. Bài mà các em đoạt giải nhất thì nó cũng có nhiều sáng tạo và nó độc đáo hơn so với bài giải nhất năm trước. Hóa thân vào vai thần nước Thủy Tinh để gửi thư bày tỏ về mối hận thù của mình trong bao nhiêu năm qua đối với thần núi Sơn Tinh, cô học trò nhỏ Đào Thụy Thùy Dương của thành phố Đà Nẵng đã gây ra nhiều bất ngờ cho các thành viên ban giám khảo cuộc thi năm nay vì một tứ văn hay, lạ và độc đáo. Đối với Thùy Dương, điều mà thần nước Thủy Tinh đau xót hơn cả không phải là việc thua cuộc và không lấy được con gái vua Hùng, mà chính là việc tất cả con người đều yêu quý Sơn Tinh, song lại quên mất vai trò của Thủy Tinh, đại diện cho nước cũng rất quan trọng đối với cuộc sống. Đặc biệt, những trận lũ lụt thời gian vừa qua không phải do thần Thủy Tinh nổi giận, mà chính là hậu quả của con người trong việc ứng xử với thiên nhiên. Trong văn Thủy Tinh, em có thể nói hết mọi tác dụng của nước một cách dễ dàng và thú vị. Vì em nghĩ Thủy Tinh tượng trưng cho nước. Em muốn gửi gắm đến mọi người là nước là quý. Chúng ta hãy bảo vệ nguồn nước vì nước tạo nên sự sống cho hành tinh này. Nếu không có nước, muôn vật cùng cỏ cây sẽ chết hết và loài người chúng ta cũng vậy. Thủy Dương thì viết có thể nói là chắc chắn và có những cái tứ rất là sáng tạo và cái cách viết của em cũng hồn nhiên.
tuy vậy có những cái suy nghĩ có thể nói là tương đối sâu sắc, không phải vẫn không mất đi cái hồn nhiên thơ trẻ của trẻ con. Chỉ cần loài người cùng chung tay quyết liệt hành động ngay từ bây giờ thì cuộc sống của họ sẽ bình yên và ta cũng chẳng còn lý do gì mà gây ra lũ lụt nữa. Đây không chỉ là cái kết đầy sáng tạo của bức thơ mà còn là lời kêu gọi, thúc giục, nhắc nhở nghiêm khắc với tất cả mọi người cần chung tay để bảo vệ nguồn nước đang ngày càng cạn kiệt trên trái đất. Hy vọng với lá thư độc đáo này, Việt Nam sẽ tiếp tục giành giải cao nhất trong vòng thi quốc tế sẽ được tổ chức vào cuối năm nay tại Thụy Sĩ. Ngay tại thủ đô Hà Nội vẫn còn rất nhiều những số phận thiệt thòi, kém may mắn trong cuộc sống. Họ là những người tàn tật, trẻ em lang thang, người già cô đơn hay những trường hợp bị lạm dụng tình dục. Nhờ sự quan tâm giúp đỡ tận tình của các cộng tác viên công tác xã hội, những đối tượng này đã phần nào giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Vietnam Online tại huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Trong căn nhà tình thương này có một cụ già đã 80 tuổi và một cô con gái bị tâm thần từ khi 17. Không may nữa, con gái cụ bị lạm dụng tình dục và có một cậu con trai. Ba con người đùm bọc nhau cho qua ngày đoạn tháng bằng những bữa rau cháo. Nhưng họ không cô độc bởi bên cạnh có những sự trợ giúp của cộng đồng, của những chị em trong hội phụ nữ. Chị em phụ nữ thì ở thôn, ở xã, ở huyện là coi như cũng trông nom, cũng giúp đỡ. Và cũng chính quyền rồi là chi bộ đảng cái đấy là cũng bí thư cái đấy là cũng trông nom đến cũng đến mẹ con nhà tôi. Mặc dù là những cộng tác viên công tác xã hội làm việc kiêm nhiệm nhưng chị em hội phụ nữ của xã Trung Tú không bỏ qua trường hợp yếu thế nào trên địa bàn. Tôi được sự quan tâm của cấp trên, của các ban ngành đoàn thể bên thương binh xã hội xã cũng như ở thôn, đấy, chị em phụ nữ xã, chị em phụ nữ ở thôn mà. Thế là mấy chung quanh hàng xóm láng giềng đấy đến giúp đỡ những ngày nắng mưa đấy. Nghề công tác xã hội là một cụm từ hết sức xa lạ, nhưng lại là công việc thường ngày của những chị em này. Quan tâm tới những người yếu thế, đem lại công bằng và sự hòa nhập cộng đồng đối với những số phận thiệt thòi là điều mà các chị em đặt lên hàng đầu. Thì cũng đề nghị các cấp là để tổ chức cái việc mà đi tuyên truyền cái công tác xã hội này, thì cũng đề nghị các cấp các ngành là cần quan tâm đến hơn nữa đến đội cộng tác viên y tế ở dưới cơ sở, là tập trung là tổ chức cho chị em được học tập và nâng cao nghiệp vụ về cái công tác xã hội. Trên toàn huyện Ứng Hòa hiện có khoảng hơn 8.000 các đối tượng yếu thế cần được quan tâm. Song thực tế con số này lớn hơn nhiều. Do vậy, cần phát triển đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội ngay từ cơ sở. Giờ cộng tác viên là chưa có. Trước năm 2008 là bên ngành dân số người ta làm thì cộng tác viên dân số họ đảm nhiệm. Thế và từ 2008 thì chuyển chức năng nhiệm vụ của cái công tác trẻ em về bên ngành lao động. Tuy nhiên là chúng tôi hiện nay là toàn cán bộ lao động thương binh xã hội kiêm nhiệm chứ chưa có cộng tác viên trẻ em. Thực hiện quyết định 32 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nghề công tác xã hội, thủ đô Hà Nội phấn đấu đến năm 2015 tăng từ 15 đến 20% đội ngũ viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội. Trong đó, thủ đô Hà Nội chú trọng đặc biệt tới việc đào tạo đội ngũ cộng tác viên. Như ở Trung Tú Ứng Hòa, tôi nghĩ đây là một mô hình cũng là mới. Tuy nhiên nó phát triển theo cái dạng ở cộng đồng dân cư, tôi thấy là rất là phù hợp. Bởi vì để hình thành một cái tổ chức cái mạng lưới công tác viên hoặc tình nguyện viên hoặc những người làm công tác xã hội ở cơ sở đó là rất cần thiết. Họ không chỉ được nghe, được sống cùng với đối tượng, được sinh hoạt, được tiếp xúc gần đối tượng, thì tất cả những khó khăn vướng mắc trong cuộc sống hoặc trong sinh hoạt, trong các vấn đề liên quan tới cuộc sống của họ thì họ đều có thể họ tiếp cận được và họ cũng hiểu được, và khi đó thì họ tư vấn nó dễ dàng hơn. Hiện toàn bộ 577 xã phường thị trấn của thành phố Hà Nội đã có cán bộ kiêm nhiệm công tác văn hóa xã hội. Nhưng đó mới chỉ là kiêm nhiệm nên họ vẫn còn thiếu những kỹ năng cần thiết để tiếp cận và giúp đỡ các đối tượng yếu thế trong xã hội. Chính vì vậy, để những số phận thiệt thòi có thể vươn lên làm chủ, hòa nhập với cộng đồng, cần phải có một sự quan tâm tới đội ngũ cộng tác viên xã hội để họ đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng và xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo cơ quan công an điều tra làm rõ những người có hành vi vi phạm pháp luật trong vụ việc gây rối trật tự công cộng liên quan đến giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất giày xuất khẩu ở xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng để có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cung cấp thông tin kịp thời đầy đủ khách quan về vụ việc để dư luận và nhân dân hiểu đúng bản chất vụ việc, giải quyết kịp thời những tồn tại, vướng mắc khi thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tình hình phức tạp. Bộ Công an vừa ban hành thông tư quy định về kiểm tra điều lệnh Công an Nhân dân. Thông tư quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giấy kiểm tra điều lệnh, nhiệm vụ, quyền hạn, trang phục, trang bị, bố trí lực lượng, phân công nhiệm vụ, phương pháp và quy trình kiểm tra điều lệnh Công an Nhân dân. Theo đó, kiểm tra việc chấp hành điều lệnh Công an Nhân dân được tiến hành thường xuyên, đột xuất hoặc bí mật. Trường hợp có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về điều lệnh, tổ trưởng tổ kiểm tra bí mật phải báo cáo ngay với cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo, xuất trình giấy kiểm tra điều lệnh Công an Nhân dân cho người được kiểm tra biết, lập biên bản về hành vi vi phạm điều lệnh, ngăn chặn hậu quả xảy ra, đưa người vi phạm về trụ sở cơ quan hoặc đơn vị công an nơi gần nhất để giải quyết, đồng thời thông báo cho đơn vị quản lý tập thể, cá nhân có vi phạm biết để tiếp nhận và xử lý theo quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tiểu đề án 2 về tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong trường học năm 2013. Mục tiêu nhằm tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong trường học theo tiêu chí có lòng yêu nước, có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa và lòng nhân hậu nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân, cộng đồng, xã hội, đặc biệt là phụ nữ trong việc gìn giữ, phát huy và xây dựng phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Đến hết năm 2013, có 60% trở lên học sinh, sinh viên nữ trong trường học được tuyên truyền, giáo dục về các phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, phù hợp với lứa tuổi bậc học, cấp học, khu vực và điều kiện kinh tế xã hội của địa phương. Theo quyết định 1915 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội năm 2013, tổng kinh phí thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước là 150 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí hỗ trợ hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan đảng, đoàn thể chính trị, xã hội của thành phố là 30 tỷ đồng, kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước thành phố là 115 tỷ đồng, 3 tỷ đồng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin và 2 tỷ đồng cho các hoạt động đảm bảo quản lý chung về ứng dụng công nghệ thông tin của thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cho bộ phận một cửa liên thông điện tử cấp quận, huyện, xã, phường và tích hợp thành hệ thống, triển khai hệ thống đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân tại bộ phận một cửa 29 quận huyện, thị xã, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin tổng thể cho hệ thống mạng WAN của thành phố. Năm nay, kinh phí dành cho các dự án xây dựng, hoàn thiện hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu lớn của toàn thành phố là gần 49 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin Việt Nam Online ngày hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý vị một bệnh xá hết sức đặc biệt. Nó được xây dựng theo ước muốn trong cuốn nhật ký nổi tiếng của một nữ liệt sĩ, bác sĩ với tấm lòng nhân ái, đó là bệnh xá Đặng Thùy Trâm. Lần đầu tiên trong hệ thống khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng trên toàn quốc, ngoài việc thực hiện công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, bệnh xá còn là địa chỉ thu hút hàng chục nghìn lượt du khách đến tham quan mỗi năm. Bệnh xá Đặng Thùy Trâm tọa lạc tại xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Công trình được khởi công xây dựng ngày 24 tháng 3 năm 2006 với diện tích 3.900 m2, được xây dựng theo ước muốn của liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Nhìn tổng thể, khu bệnh xá hiện lên giống một khu nghỉ dưỡng, khiến bệnh xá trở nên gần gũi, thân thiện và là điểm đến với các đợt sinh hoạt về nguồn, ôn lại truyền thống lịch sử, tổ chức kết nạp đội viên, hội viên, đoàn viên, đảng viên, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc. Hôm nay mình rất là vinh dự được đến thăm bệnh xá Đặng Thùy Trâm, nơi mà trước đây bác sĩ Đặng Thùy Trâm, bác sĩ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm đã từng công tác. Mình đã được tham quan những cái kỷ niệm, những cái di vật, những cái hình ảnh rất đơn sơ nhưng rất nhiều chứa đựng rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều dấu ấn về một con người, một cái niềm tự hào của tuổi trẻ Việt Nam. Đến thăm bệnh xá của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm cũng là một cái ước mơ cá nhân rất là lâu rồi. Và cùng với đoàn tình nguyện lần này thì cái cảm nhận của tôi là rất là xúc động.
Bệnh xá Đặng Thùy Trâm được thiết kế hài hòa với 3 khu chức năng: khu khám chữa bệnh, phòng truyền thống lưu giữ những vật chứng, hình ảnh chiến tích của Đặng Thùy Trâm và đồng đội, cùng với khu dịch vụ tham quan du lịch cho du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, với chức năng chính là tuyến y tế cơ sở đứng đầu ở huyện với quy mô hơn 10 giường bệnh, bệnh xá Đặng Thùy Trâm không chỉ phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân tại xã Phổ Cường, Phổ Khánh, Phổ Thạnh mà còn làm tốt hoạt động y tế cộng đồng, y tế dự phòng, triển khai tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Ngoài ra, đây còn là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc một số đối tượng chính sách của địa phương. Bệnh xá ra đời được gần 7 năm, thì cũng từng ấy năm, ông Võ Tắc được bệnh xá nuôi dưỡng. Ở xuống đây thì từng xong là trưa là có cấp phiếu theo hộ nghèo ăn luôn, ăn một ngày hơi phiếu. Rồi cũng khen phát thuốc men, nhắc nhở là ăn uống này kia nọ, chứ không có bỏ bơi gì. Tuy chỉ là một bệnh xá, nhưng hệ thống khám chữa bệnh ở đây khá đầy đủ với những đảm bảo tối thiểu cho chẩn đoán và xây dựng phác đồ điều trị, gồm sơ cấp cứu theo phân tuyến các chuyên khoa nội, ngoại, nhi, sản khoa, khoa tai, mũi, họng. Điều này không chỉ góp phần giảm bớt áp lực quá tải cho y tế tuyến trên, mà còn giảm đáng kể chi phí cho người bệnh, nhất là bệnh nhân nghèo. Tỷ lệ khám hàng tháng mình ở đây là, ở đây thì ở trên cho phép mình khám tất cả là 10 giường bệnh. Mang tính chất của là vừa nói chung là cấp cứu đa khoa. Ở đây thì cái cận lâm sàng ở đây thì mình gồm có hai cái, tức là gồm có cái điện tim và cái siêu âm. Hàng tháng mình vẫn cấp cứu những khách đi đường hoặc là có những cái tai nạn gì nói chung đều là chung là vào bệnh xá để phục vụ cấp cứu. Nằm ở vùng đất một thời máu lửa nhưng trung dũng kiên cường, bệnh xá Đặng Thùy Trâm đã đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân địa phương. Đồng thời, đây cũng là địa chỉ đỏ để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống anh hùng cách mạng, về những tấm gương thật bình dị nhưng rất đỗi cao quý như liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Chương trình Việt Nam Online do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ phối hợp với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC thực hiện ngày 13 tháng 5 đến đây kết thúc. Ngay sau đây sẽ là phần điểm lại các thông tin chính đã phát trong chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Không ngừng phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga. Cử tri Quảng Nam đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục có chính sách ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giáo dục, giải quyết việc làm cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. Thông điệp bảo vệ môi trường nước từ cuộc thi viết thư quốc tế UPU dành cho trẻ em. Huy lòng nhân ái của nữ liệt sĩ bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Mời quý vị và các bạn xem thông tin chi tiết tại website vno.chinhphu.vn hoặc vtc.com.vn.